Đừng nhìn chơi na cờ rốc e su cờ lờ mờ mờ. Gì đó? Mới là phân tích tướng thôi đã e su cái lờ mờ mờ rồi. Chưa gì là thấy từ game này là có tô ship ở đây anh em ạ. Đắn ngu là chắc là bị ăn chửi nho luôn này. Chỉ cần có mặt bạn là thắng thua không quan trọng à. Gì nữa? Support đâu? Làm ơn đi. Mà cái gì thế này? 2AD không support. Hết mà hơi lần tăn nhưng mà máu giấy này. Được cái con Veret trâu hơi khó bắt. Zesua và hỡi Slow. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với CN Gamer. Tập tiếp cứ quen mồm anh em ạ, đéo có tập nhá. Nay chúng ta đến với game liên quan ghê bay. Ở video lần trước thì mình kêu gọi các bạn like rất là nhiệt tình luôn, cho nên là kêu gọi like tiếp. Ngại gì không kêu nhở? Các bạn đã xem thì có thể là cho like đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký và bật cái chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Cái nút like các bạn nhấn thì nó sẽ không mất gì của các bạn đâu, nó chỉ tốn vài giây cuộc đời thôi, nhưng nó sẽ là động lực cũng như là giúp kênh mình nó có lượng tương tác được lên đề xuất đấy các bạn, cho nên là các bạn đang xem like đi, chần chờ chí. Ship hàng đi, ship cho tem bạn bài củ hành đi. Hình như có gì đó sai sai đúng không nhỉ? Này là đường top rồi đúng không? Vì sao bạn cậu út à? Cậu út ơi, cậu út đẹp đẹp trai ơi, cậu út có nhầm lẫn gì không? Nhưng củ con mà cậu út chơi này là bậy ơi. Bỏ mẹ thôi các bạn ơi. Cậu út xuống đây hit hết MC hit hết vàng cái này thì toàn. Con ở mid cũng không thấy đâu. Vậy là khả năng cao đúng rồi, nó ăn bộ đỏ rồi. Ai à. Mày này, Tèo nạt ơi. Ôi, Tèo nạt ơi, mày làm gì trên bụi như này? Ôi, trời ơi, để nó chạy luôn. 10 điểm, cậu út 10 điểm, cậu út. À, vẫn giết được, cậu út, đéo giết được, cậu út 10 điểm. Câu chuyện bây giờ là mình phải đi support à? À, lần đầu tiên trong cuộc đời mình cầm ngố không đi support. À, con lợn giòn. Ai à, mày làm sao? Mày làm sao? Ui, Venet, tóc biến. Ôi, rồi ao nhây. Nhưng mà mất mẹ tóc biến, 120 giây mới hồi. 4 bạn cửa trên luôn, vãi. Thôi, bạn ra rồi, về đi, biết bạn mặn rồi. Bạn về giúp mình đấy. Bảo thật là mình không dám nhúc nhích luôn đấy các bạn. Đứng im trong trụ luôn này. Hò hé đi ra một cái là Venet nó túng cổ lại thêm mấy thằng kia đứng ngoài nó đấm nhau xịt má mũi ra. Không dám, anh thấy không? Em khống chế nhiều vãi cứt. Thôi, về, lù óc lon. Rất cay, mình lo được anh em, mày một bộ, hai bộ, mày, ba bộ, ai à, ghê, này nó chung với nhau hay sao mà thấy bọn nó đi chung hoài vậy ta, đéo nát, bắn đi, đúng rồi, bắn đi, phang vào mỏ của nó, đúng rồi, mở con bắn, chơi đó, đập đó, mày làm sao, một, ôi kìa, ôi, tôi xin cả tính mạng để ăn kill. Kiếm tiền lên đồ. Thằng rat nó bú mất kill của tôi rồi. Ơi mà tem đã phế rồi mà còn máu mở có mát nữa mới khổ chứ. Làm ơn đi cho tôi farm tí được không? Averest này né này. Mày Averest. Thế mình né ulti của Averest đỉnh đâu anh em, sao mà đỡ được. Bây giờ mình phải có kill. Chết cũng được, phải có kill. Thêm nó mới có tiền, lên được đồ, mới gắn được tem. Làng bingo, một con lợn lọt vào mắt xanh của mình. Tèo nát lao thẳng lên, tèo lát bắn vào đít của John. John chạy và John quay lại thì còn 1/3 máu. À đủ mũ rắc, thôi xong tèo nát rồi, chạy. Mày hả John? Mày không về hả John? Rồi, có kill, mình lên ngược song đao rồi, chí mạng rồi ầm ầm. Và ngay tại khu vực mid các bạn có thể thấy Venet cùng với Helen đang có mặt tại đây. Mình sẽ nấp vào cái bụi ở trước mặt. Các bạn chuẩn bị coi mình tạo nên lịch sử lật kèo của team này. Hai thằng viên AD đang yêu máu. Venet băng trụ, Venet bị bắn còn lại tầm khoảng nửa cây. Đấy là lúc chúng ta thể hiện. Venet nằm xuống, Helen không có đam trong tình huống này và chắc chắn nó sẽ là double kill. Thang mà mỏ thằng cá hi luôn không? À đủ còn có dám tóc biến. Có ai cửa cưa nó thấy mình cái tự nhiên tóc biến chạy luôn. Ha, con lợn ca hi này không về à, lì thế nhở, bao nhiêu vàng rồi mà đứng ở đây. 6k2 nó cũng 6k2, thế thì mình dư sức chơi nó, tóc biến lên phang nó luôn này anh em, nó chưa chết mà. Mày chạy đi đâu, ui, để chiêu hai dành riêng cho mày 325 vàng. Ao nhây luôn con giòn, ao nhây double kill mày, ao nhây luôn, có support Helen luôn, mày lấy đâu ra đam, tao hỏi mày lấy đâu ra đam, triple kill đây chắc
chắn sẽ là bàn đạp giúp cho mình lật kèo với con bài ngu không 73. Ở trên đang có Murak, chém xong lính chắc chắn là chạy vào chết con rồng. Vâng, Zesua, và điều đó đã xảy ra. Có Lử Bố cùng với Teo Nát ở đó thì chắc là không bắt con rồng được đâu. Murak ao ăn chám. Ôi giời ơi, con rồng vẫn thuộc về Lử Bố tên mình. Mày chạy đi đâu? Mạng hạ gục chấm dứt được 255 vàng. Mình đánh giờ toàn mạng chấm dứt không? Con Kahi. Thôi rồi Kahi, mày tới số mày. Ôi kia rát đấy. Ôi giời ơi, rát ơi, mày đẩy nó đi làm cái gì? Rát 10 điểm. Rát bét mít Việt Nam. Vâng, có một tình huống gỡ mắt đến từ vị trí của John. Sau đó mình lại chui vào. Esu với Teo Nát đang có mặt tại đường dưới. Chỉ cần lộ sai một phát là chắc chắn là xảy ra combat. Và mình sẽ bắt thằng John đầu tiên. Bắt đầu lộ sai, xảy ra combat. John là người đầu tiên lên bảng đếm số. Và sau đó là Kai. Hai thành viên sát thương chủ lực tem bạn phải nằm xuống rồi. Ui còn Helen nè. Ôi Helen làm gì nữa? Còn thằng nào nữa? Veret à? Lử Bố cân được Veret không ta? Ghê. Veret đang cố gắng kháng cự. Mày kháng cự vậy? Win thôi anh em. PP tem bạn thế nào? Tem bạn rất hay nhưng mà nhu không tem mình rất tiếc. Win. Mình nghĩ là game nên tạm một mức lượng mình xong rồi để rửa đây này, rửa map luôn. Gắn tim đúng không? Gắn tim. MVP không MVP xóa mẹ game đi chơi làm gì nữa. Trận này đầu tiên em vãi cả quốc gia mà vẫn thắng được anh em ạ. Đỉnh vãi nồi. Mà tem không có support, đánh hơi khó chịu. Thêm mà có Lử Bố nó cũng trâu phết. Quả chỉ số tem mình 3 5 2 3 1 2 2 3. Làm thêm một trận ngũ không nữa nha anh em ơi, cho nó tăng cái độ uy tín, anh em hiểu không? Điều đồ này là hợp lý rồi, anh em đang xem like trong cái video này đi. Fenix dạo này mình thấy nhiều người chơi phết nhở. Miền Nam Long An hạng 25 luôn, ghê. Bây giờ mình mới để ý là tem nó hình như không có support. À có con Alistair đi support này mà nó giấy. Ui thế thì trận này của mình rồi anh em ạ. Con Alistair tem nó thì lại đi đường dưới. À chắc là ship thằng Clontilo không cho nó múa kiểu thế. Hay đây, ý tưởng cũng hay phết. À ghê. Mày làm lắm. Mày làm sao hả? Ây dạ, đau, chúng bắn đau. Ăn con cây sờ cho tem. Tem mình ăn được cây sờ và cửa trên thì tem bạn cũng ăn được rồng. Zata gặp Rat tại khu vực đường mid và Zata bắt đầu cất cánh bay lên em ơi. Băng vào trụ đánh luôn cả Rat và thế là Rat lên bảng đếm số. Trụ bắn cho Zata 3 phát nhưng mà Zata vẫn chưa chết được, có thể bỏ chạy. Mình chạy đi không kịp rồi. Ăn Batman thôi, ăn Batman ơi. Em xin ăn. Má, nó ăn mất cái blue của mình rồi. Cay thế nhở. Ôi Batman. Ôi. Cái hiệu ứng con ngộ không này nghe khó chịu ấy không? Nhẹ yeah. Alistair nhàn nhỉ. Chờ tao farm thêm tí nữa đi, tao xuống thì giúp mày bớt nhàn nhá. Lên gần tại khu vực đường trên. Combat được nổ ra mà multi đến từ vị trí của Phoenix. Tem nó lui mẹ vào trong trụ, thế là chúng ta không thể nào mà góp vào giao chân. Mà thằng Batman nó bắt tôi. Anh em ơi, anh em của tôi ơi, cứu tôi với. Ôi trời ơi, nó bắt tôi này. Thì tí chết mà anh em sao chết hết mẹ rồi. Anh em chết trước mình luôn hay gì ấy. Cái chủ dưới trước. Thằng Alistair. Nhàn mày nhàn không? À shit à, mày nhàn không? Hết nhàn luôn anh em ạ. Ăn con cây sơ phát. Ô thằng Batman nó tàng hình. Hình như nó xuống nó bắt Flotilo rồi. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Và có một tình huống bắn ulti đéo dính Flotilo. Ra ta, choáng cho ta lại rồi. Hết bay. Mình dổ gấu đi choáng xong rát nó còn đấm thêm mấy quả nữa. Ra ta không kịp cất cắn luôn. Giữa mid đang xảy ra combat. Tem có tình huống lui đến từ vị trí của Rat và Phoenix. Vera đòi cân 3 cân 4. Thế là bị xích chó và mồm chết hơn rồi. Violet chạy. Chạy đi đâu con lợn này, mày chạy. Ui Batman. Ôi anh ơi, anh tha em. À anh ơi, tôi chết mẹ em rồi. Chị Natalia bắt đẩy về và kill đây rồi. Batman giết được ra nhưng mà sau đó thì cũng phải nằm xuống. Fix cho mình cái double kill. Trận này chắc là cũng giống trận trước anh em ạ. Từ khi mà mình ăn được cái double kill xong là mình phất lên hẳn. Gata chở cho nó bay ulti rồi. Mày tới nái mày rồi con ơi, mày tới nái mày rồi, không chạy được đâu con ơi. Alistair xin thằng kia, xin thằng ạ, Flotilo thì sai rồi con ơi. Đủ Batman. Batman đòi bắt Rat, mình cứu Rat phát anh em ạ. Mày bắt ai? Natalia, double kill. Như là mình vừa thấy thằng Zata nó lấp ló ở đây đúng không? Đây.
mày ra đã. Ơ kìa, mà nó lướt ulti nó chạy luôn thì chịu rồi. Cái màu đỏ dép nó còn được ta. Chết coi nào. Mày hết hết chạy hết chạy, mày ăn hết chạy được thôi. Nhẹ cái trụ ấy, nó ta làm căng ấy. Bú luôn con bùa đây, bú luôn cái trụ dưới đây. Xin luôn, thế cho nó vuông, ăn luôn con rồng đây. Ui dồi ôi, Veret còn kéo tem nó xuống đây nữa. Đau đầu thế nhở, giết thằng A. À đi chạy đi đâu. À con lợn Violet qua đây. Gì vậy, Yeah. Người ta làm gì hả anh em? Nó làm mình sợ hả anh em ạ? À? Sợ luôn á. Thôi xong Veret rồi. Batman nằm xuống, giơ chân lên. Ăn nhẹ cho team con Kaiser. Cố gắng ăn càng nhiều Kaiser càng tốt. Giờ mình đéo ngán thằng nào cả anh em ạ? À? Đéo ngán thằng nào cả. Em xin lỗi được chưa? Khổ quá. What? Sao Phoenix Laura bị Violet bắn chết luôn à? Tuyệt chiêu móc đít thần trưởng. Mình thấy con Alistair chạy đi đâu Alistair. Violet vừa hồi sinh bằng cái giáp hồi sinh từ vài năm xuống với cái vòng ulti của Phoenix luôn. Lật kèo lật kèo. À không, nãy giờ tem mình thắng mà lật cái đéo gì. Có đầu game hơi phế thôi chứ. Đến từ giai đoạn giữa game mà tem mình ăn kèo mà. Đây chắc là con Kaiser thứ tư mà tem mình nhận được rồi. Mình sẽ mở bắt đó. Con mắt vỗ thẳng mặt Natalia. Mày anh kìa, sao chết nhanh thế. Lướt lướt con thường lướt. Mày xin chó cày thế nhở. Mẹ mở con mắt quả này là chết em đôi rồi. lỗi tôi anh em ạ, lỗi tôi. Đây sẽ là lúc để cho mình chuộc lại lỗi lầm. Batman vừa vào trạng thái tàng hình. Florentino bắt đầu múa. Con mắt chớp chớp đến từ vị trí của Batman. Vỗ thằng Batman đầu tiên. Giáp hồi sinh đến từ Batman cũng mất luôn rồi. Thôi xong. Má con Violet nó còn sống, nó bắn đau quá. Được quả Alistair nó bảo kê tuyệt đối khó bắt lắm anh em ạ. Ôi ra ta hớ hên. Này thì ra ta hớ hên. Ôi cầu bắn xương này. Chạy. Tốc biến chạy với chú cứu. Rát. Ôi ai. Trời ơi rát mà lên sớm tí nữa là mình không chết rồi. Natalia sổ ulti chạy. Mày chạy đi đâu. Má quả vừa này anh em thấy nó mẹ Nata còn hơn nửa cây ông gỏ cái thì mày bay mẹ màu luôn. Chí mà nó nổ bay luôn cả màu thằng Alistair. Để cho nó xích thằng Rat lại cái đã. Rồi đây là lúc này, đây là lúc này. Mày tỏa đom đóm chưa con. Má gỏ đúng hai gỏ nhá. Thế bạn toàn giấy không à. Giờ mình gỏ thằng nào thế hết một combo thôi là chết. Sợ chưa được một combo, nửa combo thôi là chết rồi. Batman Phoenix yêu máu nhưng mà nó giết mẹ Phoenix luôn à. Này thì Batman ra ta đường mid này, anh em thấy ra ta không? Mình sẽ nấp ở cái bụi này. Nó kiểu gì mà chạy qua đây này. Xài thì đéo nào được anh em. Xài nào được. Băng xương làm gì? Băng xương làm gì? Con Violet này, cái điều e ngại là con Violet cơ. Win rồi anh em ạ. À. Bây giờ Kaiser mà nó tràn vào trụ con phát là Violet kiểu gì nó phải chạy ra để mà ôm trụ đúng không? Đây nó ra này. Thế thì xin nhẹ cái kill liềm đặt mẹ đến từ vị trí Violet cùng vài năm xuống mà thôi. Batman bắt đầu nhảy ra số ulti Alexis chó nhưng mà đó là điều quá muộn rồi. Hai trận này đánh đúng căng luôn. Ồ. Con ngộ không của mình lên thông thảo S hồi nào á ta. Mấy cái con mà lên thông thảo S là mình lười đánh lắm nhá. Từ giờ mình sẽ đéo đánh con ngộ không nữa, trước khi nó ra skin mới. Tính ra là tem nó Violet late game bắn đau phết được đúng Violet à. Mà nói chung là đéo có tuổi thế cho nó nhăn. Zesser các bạn muốn xem về liên quan game bay. Nếu như các bạn muốn mình làm tiếp về con game này, hãy nhấn like cho video, đăng ký đi nếu như chưa đăng ký, và bật chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye bye.